Xin chào các bác nhé, hôm nay em bắt mấy chục con ba ba và em thả nhưng mà nó ác quá. Em thả xuống rồi nhưng mà lúc nãy em quên không được quay. Bây giờ em mới bắt được một con để em quay cho các bác xem. Thì em thả mấy chục con ba ba này xuống cái bể. Hôm trước em quay cho các bác xem đang lấy chân nước vào để đánh nóng. Sau đó thì em sẽ căng thêm bạc để tránh nắng sau. Đấy, thì em mới thả xuống con khoảng hơn 40 con. Đấy, mò mãi, bắt mãi mới được một con. Thì chắc là tí nữa hoặc mai em cho ăn thì không biết xem nó có nổi lên không thì em quay cho các bác xem tiếp. Đấy, con ba ba của em nó rơi vào 5-6 phân. Nó một phần cũng to phết rồi đấy. Em chào các bác nhé.